chiên nước mắm. Thì trước hết thì cánh gà mình mua về rửa sạch rồi nếu mà to quá thì mình sẽ dùng kéo bén để mình cắt cho nó mình dễ chiên hơn. Ở đây mình mua 3 cánh gà cứng dữ. Phần ớt thì mình ớt đơn giản thôi, chỉ cần một chút nước mắm với một ít bột ngọt. Không cần nhiều bạn. Rồi cho một ít nước mắm thôi. Rồi cho một ít bột ngọt. Rồi. Sau mình sẽ dùng đũa trộn nó lên. Trộn cho nó thấm sơ qua tí thôi. Thì mình chỉ cần cho nó tráng lớp ngoài không mặn quá mà nó lại thơm, không có bị lạc, để lâu cho mặn cho nó tráng qua thôi. Trong lúc đó thì mình sẽ bật bếp lên. Nóng lên, mình sẽ cho dầu vào. Chiên gà nên mình sẽ cho dầu khá một chút. Cho lửa to lên xíu. Chúng ta thử biết dầu nóng hay không thì đưa đũa vô nó sẽ sôi. Khá nóng rồi, mình sẽ để gà vào. Chiên nước mắm thì ăn rất là ngon.
tôm cũng được, ăn không cũng được. Món này rất là dễ làm. Làm đại tiệc bạn bè gì cũng dễ. Lâu lâu đổi để món. Mình nấu cơm nếp. Cơm nếp hả? À, dẻo lắm bạn. Cơm nếp rồi, chiên thêm mấy cánh gà nữa. Mấy cánh gà, cánh gà chiên mắm. Bây giờ ăn cơm này. Giờ xếp cơm ra. Một tay thì phải có. Giờ ăn cơm Thank you.
no rồi.